Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo, xin kính chào các bác ạ. Và ngày hôm nay thì em gái cũng lại tiếp tục chia sẻ cho các bác một lô cây giống thiển. Có rất là nhiều bác hỏi em là em ơi, thiển thì em bán bao nhiêu tiền một cây, thì em xin công khai giá và xin trả lời với các bác là thiển thì em bán chuẩn giá là 400 ngàn một cây giống nhỏ như thế này nhá. Như nếu như thời điểm năm ngoái ấy, thì em vẫn chia sẻ cây ngắn như thế này, giá là 600, nhưng năm nay thì em làm được ra rất là nhiều con giống đây nha các bác nhé. Thì em chia sẻ cho các bác giá là 400 nghìn một cây to như thế này. Bởi vì thực ra là đã nói là nhà vườn thì bọn em không mất cái gì cả, chỉ trừ là cây chết cây hỏng đi thì mất thôi, chứ còn để ở đó vẫn một lần tưới, vẫn một công tưới công chăm sóc thì tất cả nó đều không mất công không mất sức. Thế nên là em vẫn chia sẻ cho các bác với cái giá là 400 nghìn nhá. Bởi vì là lấy công làm lãi thôi. Có nhiều anh, nhiều chị là cứ nói rằng là tại sao chỗ đó bán 100 nghìn, 200 nghìn. Thì thật sự là em không thích giải thích nhiều. Nên là các bác cứ qua đó để mua. Nhưng mua rồi ấy, thì nếu như sai cây nhá, các bác về quay lại mua cây của em xin chia sẻ cho các bác với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Các bác chỉ cần cung cấp cho em là nhà vườn nào, mua của nhà vườn nào và mua giá bao nhiêu, để các bác biết rằng là cây của vườn hoa Tam Đảo nó không chỉ là một cái cây mà nó còn là một cái giá trị của cái cây nữa các bác nhé. Đôi khi các bác mua một cái cây ấy, nó không phải là các bác bỏ tiền ra để mua cái cây đó. Vì thực ra cái cây nhỏ như thế này các bác chăm sóc ấy, 2-3 năm sau nó mới ra hoa đúng không ạ? Nó khác hoàn toàn. Nên là em mới nói rằng là đôi khi các bác bỏ 3-400 nghìn ra không phải là để các bác mua một cái cây, mà là để các bác mua niềm tin, mua sự tín nhiệm cho những cái lần sau nữa. Thế nên là vườn hoa Tam Đảo khi mà chia sẻ với các bác ấy, thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng con giống, Cũng như là tất cả về cái chế độ bảo hành. Đó, nếu như các bác đã theo dõi những cái video trước thì các bác thấy dù chỉ là sai một con giống nhỏ hay là vài cây giống nhỏ chính hoàng kỳ thôi nha các bác nhá, với giá chỉ có vài... với giá em bán là chỉ có 100 nghìn một cây thôi. Nhưng nếu như mà sai ấy, sai là em vẫn cứ lên công khai thẳng luôn. Quan điểm em bán hàng là em không sợ sai, mà chỉ sợ rằng là không biết mình sai ở đâu để sửa. Có nhiều người thì vô tình gửi nhầm cho các bác phải một cái cây sai. Nhưng có nhiều người là họ đang cố tình lấy hình ảnh, lợi dụng uy tín và tín nhiệm của vườn hoa Tam Đảo để bán cho các bác những cái cây giống. Hay ngay như em cũng đã đăng công khai lên tất cả những cái trang mạng về cái cây chính hoàng kỳ. Đây là gương mặt thương hiệu nhà em nha các bác nhá. Đấy, gương mặt thương hiệu nhà em bán trà thiển giúp mẹ. Đấy, lúc nào em đi làm cũng thế, cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu các bác ạ. Bởi vì là chữ tâm thì nó mới tạo nên được. Đó, thì với phương châm là làm việc cái tâm, có tâm thì mới có tầm và có tầm thì mới có tín nha các bác nhá. Ngay từ những cái cây giống nhỏ nhất, nhà vườn em cũng xin chia sẻ cho các bác chuẩn chỉ đến từng cây giống nhỏ đó để mọi người sưu tầm. Thì em cũng rất là mong các bác sẽ là những người mua hàng thông thái, sẽ là những người mua hàng mà đặt gửi đúng niềm tin đó. Và ngày hôm nay thì em chia sẻ cho các bác những cái cây như thế này, giá là 400 nhá. Và tất cả các đơn hàng thì em xin phép hôm nay ấy để mà khích lệ tinh thần, bởi vì có rất là nhiều bác mua hàng đỏ cung đình, người ta gửi cho các bác cây thâm hồng bát diện đó, nên là các bác cũng không thể nắm được, vì là đa phần là những người mới chơi, mà càng là những người mới chơi thì các bác lại càng phải tìm hiểu nhiều hơn. Thực ra không phải là vì vườn em bán cây giống mà em nói hay nói tốt, ai cũng vậy, ai cũng sẽ nhận những cái điều tốt đẹp về mình, chứ không ai là nhận là tôi bán giống nó thế nọ nó thế kia, các bác đừng sưu tầm cả. Nhưng mà thật sự một điều là các bác mua hàng các bác cảm nhận bằng trái tim, chứ đừng nghe bằng tai. Người ta nói rằng là người ta bảo hành như thế nọ, người ta bảo hành như thế kia, nhưng nói quay ngược lại thì cái đặc điểm một cây thiển như thế nào, người ta không đưa cho các bác một cái luồng thông tin gì hết, các bác cũng sẽ không phân biệt được. Nhưng ngày hôm nay ấy, các bác đã biết đến kênh Vườn Hoa Tam Đảo rồi. Thực ra có rất là nhiều bác em cực kỳ giận. Giận không phải là vì các bác không mua hàng của em, mà giận là vì ấy, các bác biết đến Vườn Hoa Tam Đảo rồi mà các bác đã biết đến Vườn Hoa Tam Đảo rồi mà các bác vẫn mua nhầm, mua sai. Thì cái này ấy, thật sự là bất lực luôn các bác ạ. Bởi vì là một phần thì nói rằng là tại sao em bán đắt như thế. Ơi, con sọ cá sấu ha. Đấy, đi bố bé nha. Thì đó, thì ngày hôm nay các bác khi mà các bác sưu tầm thiển thì đây nha các bác nhá. Tất cả những cái cây thiển này khi mà mầm nó lên ấy, mầm nó lên mới đầu lên là nó sẽ có màu đỏ như thế này nha các bác nhá. Nó sẽ có màu đỏ như thế này. Màu đỏ như thế này nha các bác nhá. Và sau khi mà nó lên được cao một chút thì nó sẽ bay dần cái màu đỏ đi. Cây này nó giống như cây chính hoàng kỳ luôn nha các bác nhá. Nó sẽ bay màu đỏ, phớt đỏ và nó sẽ chuyển sang cái màu xanh như thế này.
Và thân của nó thì lúc nào cũng thế, nó cũng mảnh khảnh và thân vươn. Cành của cái cây thiển ấy, thì đây các bác nhìn này, gần như em sẽ nhặt cho các bác xem nhá. Gần như là cây nào cũng thế, cây nào cũng bỏ hết những cái lá lộc mới lên. Đó, con dã mộc của mẹ bỏ hết những cái lá lộc mới lên, bởi vì nó là thuộc diện cành vươn. Cành vươn chứ không, đấy, cành vươn nên là nói nèo. Đấy, cành vươn nên là nên, đấy, đây nhá, cái cành nó vươn nên là nó sẽ bỏ tán như thế này này. Đấy. Thì các bác sưu tầm thì cứ liên hệ cho em số điện thoại là 0346 837 277. Đấy, 837 277 nha các bác nhé, để các bác sưu tầm những cái cây thiển. Và thật sự là các bác nên sưu tầm những cái cây thiển của vườn hoa Tam Đảo, bởi vì cây mẹ của vườn rất là to nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Nếu như mà vườn mà không có cây mẹ thì các bác cần phải xem xét, cần phải lưu ý. Và một điều hết sức là lưu ý là gần đây ấy, có rất là nhiều người nói là cây giống này em lấy ở vườn hoa Tam Đảo nên anh cứ yên tâm sưu tầm. Vì thực ra là em không thích bóc mẽ nhà vườn nào cả, em chỉ nhắc nhở nhẹ thôi. Em chỉ nhắc nhở nhẹ là đừng lấy thương hiệu của nhà em đi bán hàng như vậy. Nếu như muốn làm thì hãy tự tạo dựng thương hiệu. Vì là em qua đây thì em chia sẻ cho các bác là nếu như có vườn nào nói là em lấy cây thiển này ở vườn hoa Tam Đảo, lấy hình ảnh tại vườn hoa Tam Đảo để mà đi chia sẻ cho các bác, thì các bác cần phải nhắn tin xác minh lại cho em. Dù ví dụ em bán là 400, người ta bán là 200, đúng không ạ? Nhưng người ta nói là mua cây của vườn hoa Tam Đảo, các bác vẫn cần phải nhắn tin lại cho em. Cái điều này, cái thứ nhất là để giúp các bác không phải mua nhầm cây. Cái điều thứ hai cũng là giúp cho vườn hoa Tam Đảo biết được ai đang là người lợi dụng lấy uy tín của vườn em để chia sẻ. Vườn em thì không quá nổi tiếng, không quá đình đám, nhưng ngược lại thì ai cũng vậy, cũng cần phải tạo dựng cái sự nghiệp từ những bước đi đầu tiên. Mà nếu như bước đi đầu tiên mà đã không bước những cái bước vững chắc ấy, không bước những cái bước đi chuẩn chỉ từ đầu, thì chắc chắn là sau này ấy, cái hậu quả và cái hệ lụy của nó sẽ rất còn nhiều. Thế nên là em rất là mong các bác sẽ là những người mua hàng tỉnh táo. Đó, dù là ở đâu đi chăng nữa, dù là mua của ai cũng được, không nhất thiết là phải của vườn hoa Tam Đảo. Nhưng em mong và hy vọng các bác sẽ sưu tầm được những cái cây nó chuẩn chỉ nhất. Đó, để cùng tạo lên một cái cộng đồng hoa trà mi lành mạnh. Bởi vì gần đây thì hoa trà mi đang phát triển rất là nhiều và được rất là nhiều bác yêu mến. Thế nên em rất là mong các bác sẽ ủng hộ nhà em ạ. Cảm ơn mọi người.